thì em giới thiệu sơ đây, cái đường Bạch Đằng này quý anh chị. Thì bây giờ tụi em sẽ đi vô vị trí này, mình đi ra biển ngay chỗ tháp Trầm Hương luôn là 500m nha. Cái đường hẻm này nó sẽ thông hai đầu, một đầu là Bạch Đằng và một đầu là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó, đường này ô tô vô thoải mái nha quý anh chị. Đó, thông ra kia là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha. Đó, cái trước phía chị đó là tòa nhà Vinpearl. Đó, tòa nhà Vinpearl kìa. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay giới thiệu cho quý anh chị mình cái căn nhà này nha. Đó, nhà này hai mặt tiền đường. Đó, trong này sẽ có một đường hẻm nhỏ nữa, cái nhà mình đây. Nhà mình đây nha quý anh chị. Hai tầng nha quý anh chị. Thiết kế hai tầng, 3 phòng ngủ. Đây là đường thông ra tới đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì xíu nữa em sẽ chạy xe đi ra đường biển cho quý anh chị xem nha. Đây là căn nhà của mình nha, có tổng diện tích là 73,7m². Phía trước là mình sẽ có một cái sân nhỏ để xe máy nha. Đó, nhà gia chủ thiết kế ở lâu năm rồi cho nên thiết kế rất là chắc chắn này, có hộ khung cửa sắt rất chắc chắn, kéo lại là thấy là an ninh rồi á. Khu này khu phố Tây, với lại là dân trí cũng cao cho nên ở đây là quý anh chị yên tâm, vấn đề là không có lo là bị trộm cắp vặt nha. Đó, phía trong là sẽ dùng cửa khung sắt của cửa nhôm xin pha nha quý anh chị, cửa nhôm dâm kéo nè, chắc là vậy. Em nói nhầm, không phải là nhôm xin pha nha, cửa này có sử dụng cửa kéo nữa nè. Còn đây là không gian phòng khách nha quý anh chị, để em tháo giày ra. Phòng khách cũng khá là rộng nha quý anh chị, có khi mình mua là chủ gia chủ sẽ để lại cho mình nội thất nha, nội thất cơ bản nha, như là ghế nè, bộ ghế gỗ, nó bàn gỗ rất là chắc chắn nha. Đó, đây là không gian phòng khách. Bây giờ em chỉ quay vô trong mà. Thì trong này sẽ có một phòng ngủ nữa, ngủ của chủ nhà. Phòng ngủ sẽ có nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Rồi. Giờ phía sau sẽ là không gian bếp nha. Đó, không gian bếp khá là rộng. Đây là cái đường đi, đây là cầu thang đi lên tầng 2. Đây là không gian phòng bếp. Đây là không gian phòng bếp nha quý anh chị. Rất là rộng rãi, rất phù hợp cho cô chú anh chị mình, những chị hay là những cô thích nội trợ thì cái này là rất là phù hợp luôn. Đó, khi mua là mình sẽ được gia chủ để lại, nói chung là khu này là để lại hết nha. Có bàn này, có bàn ăn này, chỗ này là để tủ lạnh nè. Ở phía dưới đây mình sẽ có không gian để giặt đồ nha. Đó, giặt đồ. Còn bên này sẽ là nhà vệ sinh chung nha quý anh chị. Nhà vệ sinh chung thiết kế đầy đủ nha, đầy đủ tiện nghi từ máy nước nóng, lavabo rửa tay. Rồi, giờ em sẽ lên tầng 2 em quay cho quý chị xem nha. Đây là không gian tầng 2 nha. Thì trên tầng 2 mình sẽ có hai phòng ngủ nha quý chị. Phòng ngủ rất là đẹp. Đó, phòng ngủ rất là đẹp nha.
giường đầy đủ nha, thiết kế như trong khách sạn như thế, không thiếu gì hết. Tủ quần áo. Giờ thì mình sẽ lè qua gỗ. Đây là hàng gỗ đây, gỗ nha quý anh chị. Sàn là sàn gỗ nha, gỗ thật không phải là giả gỗ đâu. Đây là phòng ngủ thứ hai trên tầng. Tổng cộng là nhà sẽ có 3 phòng ngủ, có 2 phòng ngủ là sẽ có nhà vệ sinh. Để em quay trước cái phòng ngủ này nha. Phòng ngủ này cũng rất là đẹp này, có bàn làm việc. Này sẽ là giếng trời nha, để chỗ phơi quần áo nha. Đó, giếng trời để phơi quần áo nè. Còn ở bên này sẽ là nhà vệ sinh nha. Đó, nhà vệ sinh đầy đủ nha quý anh chị. Đó, nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Đó thì nhà này gia chủ đang mong muốn bán với giá là 120 triệu một mét vuông nha quý anh chị. Vị trí thuộc trung tâm thành phố Nha Trang, ngay đường Bạch Đằng. Đó, cách các cái tháp Cầm Hương bãi ngay chỗ quảng trường á là chỉ có 500 m thôi nha. Mình đi bộ cũng ra tới biển nha. Bây giờ tụi em sẽ chạy xe đi ra tới biển, em quay cho quý anh chị xem nha. Để em tắt đèn bớt cái cho. Rồi tắt đèn. Quên, vô xem là phải tắt đèn. Rồi, quý chị theo chân em đi ra biển xem nha. Ngày khu Phú Tây ngày xưa đó quý chị. Bây giờ tụi em sẽ chạy xe từ cái chị vị trí này ra tới biển Trần Phú cho quý chị xem nha. Biển trung tâm luôn, ngay chỗ tháp Trần Phú, quảng trường Hải Tư luôn. Chạy ra chứ ô tô đậu không, vẫn còn dư mới đắp luôn. Khu này là khu Phố Tây ngày xưa đó quý anh chị. Vị trí này cực kỳ đắt tiền, rất nhiều quán ăn nhà hàng nằm trong cái sông, trong cái hẻm này thôi mà quán ăn quán nhậu đồ quán xe cả đóng luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ra biển. Dài cho video hấp dẫn thôi. Phía trước quý anh chị đã đặt đường Hùng Vương nha. Đó, mình đi qua đường Hùng Vương là mình sẽ ra tới biển nha. Thank you.
nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ cho em ăn nha quý chị. Rồi đây là khách Trầm Hương nè.